Sau khi phát hiện 55 trên 130 bệnh viện trên địa bàn có các ca nhiễm COVID-19, ngày 30 tháng 6 và 1 tháng 7 năm 2021, Sở Y tế TP.HCM đã liên tiếp phát đi hai văn bản khẩn yêu cầu các bệnh viện trực thuộc siết chặt hơn nữa các giải pháp bảo đảm an toàn và hạn chế thấp nhất các nguy cơ lây lan dịch bệnh trong bệnh viện. Theo Sở Y tế TP.HCM, hiện nay trên địa bàn TP.HCM đã vượt qua con số 4.000 ca nhiễm COVID-19 và dự báo sẽ còn tiếp tục tăng nhanh trong thời gian tới khi tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp. Do tính chất lây lan rất nhanh của virus SARS-CoV-2 mang chủng Delta, trong đợt bùng phát này, hiện đã có 55 trên 130 bệnh viện trên địa bàn thành phố có trường hợp đến khám bệnh, chữa bệnh và bị phát hiện dương tính với SARS-CoV-2. Hậu quả là đã có những bệnh viện phải phong tỏa như Bệnh viện quận Tân Phú, Bệnh viện Đa khoa Nam Sài Gòn, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới. Mới đây nhất là trường hợp của Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch và Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn. Trước tình hình này, Sở Y tế yêu cầu tất cả bệnh viện tiếp tục triển khai các giải pháp theo tiêu chí Bệnh viện an toàn của Bộ Y tế. Các hướng dẫn cụ thể của Sở Y tế đã ban hành, đồng thời phải siết chặt hơn nữa các giải pháp nhằm đảm bảo an toàn và hạn chế thấp nhất nguy cơ lây lan dịch bệnh trong bệnh viện. Cụ thể, đối với khu vực khám bệnh ngoại trú, Sở Y tế TP.HCM yêu cầu các bệnh viện tiếp tục thực hiện nghiêm việc sàng lọc qua khai báo y tế và đo thân nhiệt. Nhân viên y tế phải tuân thủ nghiêm các quy định phòng chống lây nhiễm. Trong giai đoạn cao điểm hiện nay, các bệnh viện cần tăng cường trang bị khẩu trang N95 cho các nhân viên tiếp xúc trực tiếp với người bệnh. Ngoài ra, Sở Y tế yêu cầu các bệnh viện tiếp tục củng cố cơ sở hạ tầng cho bộ phận khai báo y tế và khám sàng lọc theo hướng tách rời khỏi khối nhà hiện hữu của khoa khám bệnh. Đối với khoa cấp cứu, bệnh viện tiếp tục thực hiện nghiêm buồng cấp cứu sàng lọc. Theo đó, tất cả người bệnh khi đến cấp cứu tại bệnh viện đều phải qua buồng cấp cứu sàng lọc, làm xét nghiệm real-time PCR tầm soát trước khi chuyển lên các khoa nội trú. Bố trí các buồng cách ly tạm chờ kết quả real-time PCR trước khi chuyển vào các khoa nội trú. Xét nghiệm tầm soát đối với tất cả những trường hợp có chỉ định nhập viện, nếu có kiểm tra nhanh vẫn phải làm xét nghiệm real-time PCR. Trong thời gian chờ kết quả real-time PCR phải bố trí người bệnh trong buồng cách ly tạm. Đối với người nhà nuôi bệnh, phải làm xét nghiệm real-time PCR trước khi tham gia chăm sóc người bệnh, không dựa vào kết quả kiểm tra nhanh âm tính. Trường hợp người bệnh dương tính với SARS-CoV-2 cần can thiệp chuyên khoa, nếu không trong tình trạng cấp cứu thì liên hệ chuyển đến bệnh viện điều trị COVID-19 Trương Vương là bệnh viện được phân công chuyên tiếp nhận các trường hợp dương tính có bệnh lý nền hoặc bệnh lý đi kèm. Nếu bệnh nhân trong tình trạng cấp cứu cần phải can thiệp ngay, bệnh viện phải chuẩn bị sẵn khu cách ly có phòng mổ hoặc phòng sinh, phòng hồi sức sau mổ, hậu sản và hội chẩn bệnh viện tuyến trên để được hỗ trợ chuyên môn trước khi can thiệp. Bên cạnh đó, các bệnh viện cần triển khai xét nghiệm định kỳ hàng tuần và đột xuất cho nhân viên tham gia các đội tiêm vaccine và lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.